Kính thưa ông chấp sự, thời gian trên sân khấu 13 năm sau. Em ơi! Em à! Thằng Hùng với thằng Nhân ở đâu rồi em? Từ lúc mà mợ dán tuyên về trời tới bây giờ đó, cậu ngủ lương á, cậu bệnh hoài à, cậu không có nhớ vợ, rồi cũng nhờ nó càng ngày càng lớn, nó càng thắc mắc tại sao ai cũng có cha có mẹ mà riêng nó lại không có mẹ, cho nên anh thấy thương nó quá à. Con nói vậy cũng phải, nhưng mà thấy cậu đau yếu bệnh hoạn lâu ngày thì cũng chẳng biết phải làm sao thương mừng. Anh tính như vậy nè, hôm nay vào trong á, nói với anh Hữu Lương, nói thật với nó là nó có mẹ là tiên. Nói thật với cậu chủ, có được không đó? Sao không được? Vì á, anh Hữu Lương là ân nhân của hai mình, cho nên hôm nay gia đình mình sầu theo mẹ con chồng ngồi trên tiên kể ai nói à cho thành hữu nhân nó biết cho mẹ nó là gì. Kêu con mình ra đây đi, kêu thằng Hùng ra đây đi, anh hỏi nó coi. Hùng Hùng à, Hùng Hùng con. Dạ. Hùng ra đi. Dạ. Con gọi đó. Dạ cha gọi con. Hùng Hùng. Dạ. Nghe cha hỏi nè, con với cậu hai Hữu Nhân á, hai người vợ võ mà cha thầy ở trên sớm này dạy có học được nhiều không vậy con? Cha ơi, con nói cha nghe nè. Cậu hai á thì lo ăn học, còn con tới ngày trẻ củi nấu cơm, con có học gì bằng cậu hai đâu mà cha nói vậy cha. Trời ơi, cha nói con nghe nè, mình là tôi tới trong nhà cậu hai nuôi cha nuôi mẹ con, rồi sao nó dựng vợ ghẻ chồng, cho nên dạ, bây giờ mới có con thì ơn kia bằng trời bằng biển, con đừng nói vậy không có tốt rồi nha. Dạ con chỉ nói vậy thôi, chứ cậu hai mà dù sao cũng là nuôi gia đình của mình thì mình phải biết ơn biết nghĩa chứ sao cha. Bây giờ cha nói con nghe nè. Dạ. Con ra ngoài sân trường đó ha, con hỏi là Hữu Nhân học xưa xong chưa, rồi con nhắc Hữu Nhân vào đây, rồi cha muốn nó có chuyện nói chuyện với Hữu Nhân. Dạ, cha mẹ đợi con trong giây lát. Thấy hoàn cảnh của cậu Lương không? Quá đau xót Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có thuyền và mai không? Thắp cầu đường nha, đi thắp cầu đường, đi 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 đi. Cha mẹ của em của chị cậu hai. Muốn nói gì thì nói đi. Trời đất ơi, ngân ơi. Trời ơi. Con ơi, con còn nhỏ mới 17 tuổi à. Cha con thì bệnh. Mà tại sao mà con làm cái gì mà tối nhà con đi đánh với người ta hoài vậy hả con ngân? Bây giờ con hỏi chú nè ha. Ở đời á, ông bà người ta thường nói ha. Ở đời á, nó có giống đực, giống cái, con trai, con gái mới lòi ra con nít đúng không? Tại sao không có con trai con gái làm sao lòi ra cái thằng này? Mà tại sao con cứ đi ra đường mỗi lần con gặp tụi nó cứ nói ê, cái thằng này nó từ ở dưới đất nẻ chung lên. Cái thằng này, cái thằng không có mẹ. Thà không có chơi với nó nữa là sao? Chú nghĩ đi, con tức không? Hai, thôi cậu hai. Trời, nghĩ sao ở dưới đất nẻ chung lên mà có cái thằng nào mà đẹp trai như tôi không? Cha mẹ, cha mẹ nghe nè. Đi ra ngoài đường á, ai cũng nói cậu hai á, đồ không cha, đồ có cha mà không có mẹ, đứt mẹ chung lên. Nên cậu hai không buồn à. Với cha. À, con, nhưng mà mình bữa nay bị đài đọa nữa cả. Nhân. Vậy, nói đi. Chú biết ai nói con rồi. Ai nói con? Phải thằng Vinh xem trên không? Thằng Vinh hả? Dạ, phải không? Đồ không cha, không mẹ, phải không? Đó nó hiền. Nó nói không ai nói con. Không ai nói con. Liền à. Thôi bây giờ á, yeah. Hai con, dạ. Hai cha vào thăm cha con đi. Cha con bệnh càng ngày càng trở nặng đó. Con quên nữa, từ nãy giờ con về con chưa hỏi thăm cha. Chú hôm nay chú chăm sóc cha con sao vậy? Đó, cha chăm con sóc. Đâu rồi? Nhưng mà con ơi, uống thuốc vào thì ói ra à. Mà không phải mới đây đâu, mười mấy năm nay là vậy hết trơn à. Sao kỳ vậy ta? Con cũng không biết tại sao mà cha cứ bệnh hoạn vậy hoài à. Chú, cha con thức thì ngủ gì chú? Bây giờ nè, con biết đầu đuôi tự sự, hãy theo cùng chú với thằng Hữu Hùng vào thăm cha con thì hỏi chăm khuyên sẽ rõ. Đúng dạ. Rồi, con hai đi theo em đi, em dẫn con hai thăm cậu. Nãy giờ Hùng có nói chuyện với cha mẹ nhiều chưa? Dạ rồi, có nói chuyện với cha vậy thôi. Thôi được, yên tâm rồi, đi. Đi. Đi bà, đi con. Trời ơi, ta phải biết làm sao đây? Thank you.
đâu mà bây giờ con mới về vậy? Dạ thì như thường ngày con cũng đi đốn củi trên rừng để kiếm tiền về đổi gạo qua ngày mà cha. Trời ơi, bữa nay xong tự nhiên kéo cả thầy cả lũ vô đây vậy? Anh nói cho anh nghe nè, thằng anh với thằng Hùng nó đã lớn rồi, anh không nên cho nó biết sự thật coi mẹ nó là ai. Chứ anh thấy không, nó ra đường người ta rồi nói nó là có cha không mẹ, tội cho nó lắm anh nè. Dạ, dạ ơi trời, phải đó con ơi. Vậy là cậu hai có mẹ. Ngốc không? Dạ. Cậu hai không phải là từ đất nẻ chung lên. Dạ
đúng rồi. Ngay bây giờ con hai phải đi cứu mẹ. Nhất định phải cứu mẹ trở lại Dương Trần. Con hai, con đã có mẹ. Dạ, con đã có mẹ. Không được, con đã mất mẹ rồi. Con không thể làm mất con. Đường lên đó rất là xa xôi hiểm trở. Con đi, không biết chừng nào con trở lại. Ta không cho con đi. Dạ. Đạo lập người phải có nghĩa có nhân. Nếu như không cứu mẹ, con quyết chẳng sinh tồn nơi Dương Thế. Con đã biết mình mang dòng máu giữa tiên phàm tục. Ngay bây giờ, con nhất quyết phải lên thiên đình cứu mẹ Phương Trần Giang. Anh à, lời hữu nhân đất phải, muốn gia đình sum họp, chỉ có hữu nhân mới tìm được kỹ gia tiên. Cha hãy an tâm, con đã khôn lớn. Con sẽ đưa mẹ về đây đoàn tụ với cha. Con sẽ không để cha phải sống thui thủi một mình. Cha hãy an lòng và chờ tin con trở lại. Con nhớ, ta chỉ còn có một mình con. Nhớ ra đây bảo trọng lấy thân. Nếu mất rồi, chắc cha đây sẽ vất vả. Dạ mẹ, con nói cha mẹ nghe nè. Sao? Hôm nay cậu hai đi tìm mẹ. Cha mẹ cho con đi theo cậu hai được không? Thôi con còn bệnh lắm, con không theo nữa đâu con. Cậu gặp rồi độc xác có về gì là chết cha với mẹ. Chị hai cậu lâm, còn con ốm yếu bệnh hoạn làm sao con đi được. Nhưng mà cậu hai đi một mình con không yên tâm cha à. Thôi con à. Dạ. Chú Thiên Hữu Phùng. Dạ. Nếu thương con xin cho con gửi từ thân. Con nhất quyết sẽ đưa mẹ trở về đấy đoàn tụ. Hữu nhân từ nay xa cách.